Hello tất cả mọi người và chào mừng quay lại chào mừng mọi người quay trở lại với Quay Bên TV. Ngày hôm nay tôi vừa mới đi quay phóng sự cưới về, đây là đồ đạc các thứ để và tôi vào phòng khách sạn để nghỉ ngơi thì tự dưng lại nhìn thấy một con thằn lằn khổng lồ, nó to phát cả to, nó bay, nó chui vào trong nhà vệ sinh, đang đi ỉa nhà ỉa phật cứ cứt ra, nhưng mà đang tá bón lại nhà con đấy lại ỉa được đấy. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái này gọi là sợ bẫy cứt. Ui, vào đây nó ỉa linh tinh hết trở lên các bạn ơi. Đâu rồi, tôi chết rồi, đâu rồi? À đây 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 đâu rồi? Đây đây đây, đâu đây, đầu đầu đây, đầu đây, đầu đây. Không phải rồi, chui đéo đâu nhỉ? À đây, trong này có cái hốc các bạn ơi. Ở đây trong này có cái hốc. Từ từ để tôi kéo ra. Để kéo ra nào bây giờ. Đây. Nghe nhìn thấy đâu. Từ từ để. Cẩn thận nó cắn. Ừ. Chui mẹ trong hốc nghèo vệ sinh rồi. Ui, khó thế. Bây giờ lôi ra. Vì cái khiên phải dám lôi ra. Nó thụt mẹ vào trong rồi. Chết cha, thế lôi ra của gì? Một cái móc gì phải móc nó ra. Mày, trong này nó hẹp quá, nó không cho mà mấy ảnh vào được nên tôi phải quay điện thoại đây. Đây, đơn xì luôn này. Tôi nhìn sợ vãi. Ui, nó đang bám vào trong này, bám chắc lắm không bắt ra được. Đây là thế nào bây giờ nhỉ? Nhìn sợ thật đấy. Anh em ơi, tôi đã xin phép khách sạn để mẹ mượn cái khăn này để tóm con đấy. Bẩn tí mẹ giặt được. Chứ bây giờ tay tôi mà bị nó cắn là nát tay, là đéo ai giặt cho tôi đâu. Mời anh ơi. Anh. Bướm tay đầu nhá, không quay nó giật nó phát. Anh em ơi, đây rồi, đây rồi. Ui. Đó là cắn anh em ơi. Ui. Con này to đấy. Con này 1 mét nhỉ, tầm hơn 1 mét đấy. Ui. Nó rất là dữ luôn các bạn ơi. Con này nó đen xì luôn, không hiểu tại sao. Đây là một con loài kỳ đà đột biến. Anh đừng từ đuôi, con này kết từ đuôi. Ui dồi ơi. Nó tấn công rồi. Ê ơi, ê ê, nó ra nó cắn. Nó ra nó cắn này. Kiên kiên kiên. Kiên là anh ạ. Ê. Anh em ơi, chơi với quả bọn động vật hoang dã này thì anh em nên cần bình thường là cần một cái khiên, là bình thường là dạ. Bình thường là ở trên ví dụ nuôi rắn thì anh em cần thêm một cái giáo nữa. Nhưng mà đây con này khiên thôi, giáo này chắc không cần. À, nó còn trúng tay rồi. Giới thiệu với anh biết, anh em biết thì bọn kỳ đà này có ba loại vũ khí chính là móng này, đuôi này. Đuôi là cột cực kỳ đau, cái thứ thịt ở trong đuôi nó cực kỳ chắc khỏe luôn. Cho nên cái phần ngon nhất là phần đuôi. Khi nếu mà thịt và cái răng của nó cực kỳ chắc nữa, cắn thì mà chỉ có rách tay thôi. Để trước tôi cắn một lần con kỳ đà hoa của tôi ấy, em đã nhìn thấy rồi ở trên các clip trước. Móng này thì thực ra là nó cào thì cũng rách tay, nhưng mà cái móng là chủ yếu là để nó trốn chạy theo cây với cả chui vào trong các hốc đá. Rồi bọn này thì nó hay chui, nó trốn vào trong các té hang hốc để và nó phình hết từ người lên thì anh em không thể bắt được. Nếu muốn bắt thì phải chặt cây đi cái gì đấy. Là cầu xin. Bây giờ mình thò vào con này lại quấn đôi khác nữa này. Đúng rồi. Đấy, xong rồi quấn đấy, quấn đi. Con này nó rất là hung các bạn, nó đang rất là nhát, nó đang rất sợ mình cho nên nó mới như thế. Còn anh em bảo là nó dữ và nó ác thì không phải. Thì nó sợ mình thôi, mình cũng đang sợ nó vậy đấy. Ui. Bây giờ đèn đầu nó tóm cổ nó. Anh phải chụp nhanh lên, chụp vào dưới mang tai nó ấy. Anh bắt là các bạn nó đang nó cốt đuôi mạnh quá. Anh phải chụp đúng mang tai coi như làm thì nó sợ đấy, nó sợ người đấy. Ngoan. Anh phải chụp đúng mang tai nhá, chụp người nó vẫn quay cổ lại được chứ. Em ơi, nhẹ nhẹ rồi, nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Vẫn giữ cổ, đây thì chả giữ cổ. Tao đã bị một lần rồi. Cho nên kinh nghiệm tôi rất là nhiều nên đứng đây cho sáng. Anh em ơi, đồ thế đủ rồi. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là một con Black Dragon. Là một cái loài khá là hiếm. Loài kỳ đà màu đen, cực kỳ hiếm và đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là người đen xì luôn này. Và
khi bé thì nó vẫn còn hơi sáng sáng trắng trắng, nhưng còn lớn lên càng lớn càng đen xì luôn. Để em quay được cảnh mặt rồi nhá. Đó thì con này thì là một phân loài của kỳ đào hoa, nhưng con này nó là xuất xứ ở bên Thái Lan. Thì nó có danh pháp ba phần, với em tên theo loài thì là danh pháp hai phần, nhưng mà phân loài thì là danh pháp ba phần. Thì nó là Varanus Samato thì là kỳ đào hoa rồi, và nó có thêm một cái tên nữa là Komaini, là con này là xuất xứ từ bên Thái Lan và cực kỳ hiếm luôn các bạn, cực kỳ đẹp này, ui đen xì luôn. Và tín đồ của màu đen như tôi thì lại càng cực kỳ thích con này, nhưng mỗi tội là không có tiền để mua con này thôi. Con này là tự dưng là nó bò vào trong nhà chứ các bạn. Đây là cái bồn tắm riêng của con này, nó còn sang hơn cả tôi. Các bạn, cái bồn tắm ở nhà tôi là cái bể bơi trẻ con tôi mua cho con tôi tắm. Anh thả nó vào luôn được. Thôi đang cầm đang để nói trước đã, tí nữa thả sau đi. Bây giờ tí nữa thả, thả không cầm được lên nữa đâu. Thường cầm nước nó bình tĩnh hơn mà. Nhưng mà nó vẫn có thể cắn. Dạ, anh nói. Con này mà sai thì hình như đang to hơn con. Con này như cái nhỉ. Nó không thò ra nhiều nhỉ? Thì như cái đấy. Đây khi mà không thấy nó lồi, không thấy nó lồi ở trong bụng. Đấy thì bọn kỳ đà này khi mà bị tóm lên tay rồi ấy, mà nó bị ngát, nó sợ ấy, thì nó sẽ tọt nước phân và nước tiểu ra để nó kiểu như là làm cho mình thấy kinh quá thì mình phải thả ra để nó chạy luôn. Bọn này một khi nó chạy nó bứt tốc cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Và một khi nó đã bò vào cái hang hốc rồi thì rất là khó lôi ra. Tốc biến cực kỳ nhanh luôn. Và bọn này mắc sai lên đến, đáng nhớ bao nhiêu, nhưng mà hình như là hơn 2m hay 2m rưỡi gì đấy. Nó rất là to luôn. Nó chỉ là nó chỉ to so Komodo thôi. Nó cực kỳ to luôn các bạn ơi. Vừa to vừa dài. Mà khi mà nó to mắc sai các bạn ôm nó nha. Người nó bằng người các bạn luôn đấy. Đây là cực một cá thể vừa to vừa dài, vừa gân guốc. Đen đấy. Đen. Đen thôi, đúng là hôi thật. Con này khi mà mắc sai các bạn nhìn nó đang như thế này thôi, mà khi nó mắc sai lên thì mẹ nhìn nó cực kỳ ngầu luôn, nó bao ngầu luôn. Đúng là một con rồng đen chính hiệu luôn. Không hổ danh Black cái đâu, nghe cái tên là thấy ngầu rồi các bạn ạ. Cuối tội là con này mắt không đỏ rồi, dùng em bắt đầu. Và khi mà các bạn, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm, là con này có thể search cái chữ Black Dragon ở trên Google, và sau đó có thêm cái chữ monitor nữa cho nó chính xác là con này, vì con này nó là kỳ đà là monitor lizard đó. Đẹp nhờ các bạn, anh này bảo đẹp. Bọn họ phải tra keyword in safari. Mẹ đấy, đang đi vệ sinh tự nhiên con kỳ đà nó chạy vào nhà. Mà con kỳ đà này bao nhiêu tiền, 2 mấy triệu đúng không? Cái này không nói được. Không nói đến gái nhá. Không nói chung là nó cứ các bạn cứ tính thì khoảng tầm gấp mấy lần, khoảng tầm gấp 10 mấy lần con kỳ đà mình cho biết. Các bạn cứ tính là muốn chơi với kỳ đà phải liên hệ đi đường sao đi. Đấy rồi. Con này nó đang nhát cho nên nó rúc linh tinh, màu nó hơi xước này. Nhưng mà cái này nó sẽ lành là được. Anh thả xuống bơi cho mọi người xem. Đây con này nó là kỳ đà hoa nên là nó cực kỳ thích nước các bạn ạ. Và trong chuồng nuôi nó phải có một cái chậu nước to như này này. Đây là mình dùng cả một bồn tắm luôn. Đó. Chuồng này nước lại rất bình tĩnh. Anh bút thoải mái rồi đấy, em cam đoan luôn. Đừng bút đuổi được. Con này là cực kỳ thích ngâm nước các bạn ạ. Và cái thức ăn chủ yếu của nó ấy là cái nó thì nó không ăn được. Cái thức ăn, có nghĩa là nó bắt gặp cái gì mà vừa mồm nó ăn hết. Nó sẽ không săn mồi theo kiểu giống Komodo là mà nó kiểu cắn cho thử nó rồi cho nó xong rồi nó xé mồi. Mà con này nó sẽ cắn kiểu nuốt mồi chứ nó không hay xé mồi. Thức ăn thì đấy, bình thường thì nó gặp cái gì nó ăn đấy. Chim này, ếch nhái này, chuột này, rồi thằn lằn khác này, cá sấu con này, ăn hết. Mà con này, bọn này cực kỳ đà này, mình cực kỳ thích bọn kỳ đà này. Một điểm là bọn này nó cực kỳ thích ăn trứng các bạn ạ. Và bọn này nó chuyên đi ăn trộm trứng của cá sấu này, của các loài rắn này và của các loài chim. Nó ăn trộm trứng cực kỳ nhiều luôn. Và mình ấn tượng về bọn kỳ đà, mình thích bọn kỳ đà từ cái phim Phượng Hoàng Á Đông, Đại Bàng Màu Vàng ấy, mày có xem được đấy không? Phim hoạt hình ấy. Khi hoạt hình có con Đại Bàng Màu Vàng mà có cái thằng nó đi săn Đại Bàng Vàng, nó có nuôi con kỳ đà đéo ở một xanh lá cây ấy. Chuyên đen trộm trứng luôn, nhìn thích cực luôn. Anh nuốt nó đi. Anh nuốt thổi. Đen xì luôn này các bạn ơi. Chậm thôi. Ngoan ngay. Nói chung là bọn này nó chỉ nhát thôi các bạn ạ, chứ nó không có hung dữ gì cả. Các bạn nói hung dữ thì là tội cho nó quá. Con này nó chỉ nhát thôi, nó rất là sợ mình bởi vì mình là sinh vật to đùng. Nó nhìn thấy thế nó sợ, giống kiểu mình nhìn thấy con gì đấy to đùng mình cũng sợ thôi. Anh nên nói thêm một tip về việc tương tác với cả kỳ đào hoa, đấy là phải luôn luôn có một chậu nước, một bình, một thùng nước rất là to. Đặc điểm đây là cái để cho nó ngâm mà, cả một cái bồn tắm. Khi ở đấy thì nói đúng hơn là nó ở trong cái môi trường nó thoải mái nhất thì nó không bị stress, nó không bị sợ nữa. Lúc đấy mình tương tác với nó rất là dễ. Và lúc đó là kỳ đà khi mà các bạn muốn các bạn gọi là thêm tên đấy là thuần ấy, thì các bạn phải cho nó thoải mái trước đã, cho nó bình tĩnh đã thì nó mới không sợ mình, thì nó các bạn mới có thể làm cái thứ mà các bạn gọi là thuần được. Còn nếu mà khi các bạn càng làm nó ở trong môi trường ví dụ như là không thích hợp này, hoặc là chặt vẹt, hay là không có những cái
mà nó cần thiết, nó lại càng stress thì các bạn không thể nào mà thuần thục luôn, nó càng dữ. Đấy là cái mà đầu tiên các bạn cần chú ý khi mà chơi kỳ đà. Nhìn sướng vãi, đen xì luôn. Dù gì nữa là nó thoải mái, nó ngoan ngay, nó không bị sợ nữa. Ôi, nó bè người ra. Mà bọn này nó ngâm người ở trong nước được cực kỳ lâu các bạn ạ. Mình thử nãy rồi, còn lên không? Rất là lâu luôn. Bọn này rất mất dạy nha, con to mẹ toàn đi ăn trộm trứng cá sấu, mất dạy lắm. Con này là kẻ thù của cá sấu các bạn ạ. Đó, vừa xong thì cân bằng hệ sinh thái đấy còn gì nữa, nó ăn trứng thì bây giờ lãnh thổ của nó không phải tranh đồ tranh gì đâu. Vừa xong thì mình đã giới thiệu cho các bạn một con thần lằn bò nhà bò khách sạn mình đang nghỉ. Trong lúc đang đi ỉa thì con thần lằn bò vào, thế là ỉa được luôn, may quá, cảm ơn con thần lằn này đang táo. Thì các bạn mà thấy có hứng thú gì về cái loài rồng đen này thì có thể tìm hiểu thêm trên các trang mạng, nhưng mà các bạn nên tìm hiểu trên các trang mạng nguồn nước ngoài, bởi vì là nguồn Việt Nam thì không có, chả ai viết cái đấy là dịch ra cả, rất là ít. Thế là các bạn muốn tìm hiểu thì nên trao đổi tiếng Anh một chút, tốt một chút, và không tốt thì các bạn có thể dùng Google Translate. Đây là bề công nghệ thông tin phát triển lắm rồi. Đó. Non Interland. Đó, thì anh em nào mà muốn có hứng thú về kỳ đà thì có thể tham gia vào group Monitorland nhá. Thì tôi sẽ ghi cái tên ở trạng dưới này. Và xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Tôi đi ỉa tiếp đây, tạm biệt. Tạm biệt nhá, đi ỉa đây.